Ngày 22 tháng 4, lực lượng chức năng thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa thu giữ một số lượng lớn hàng mỹ phẩm giả tại một số cơ sở trên đường An Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân. Trước đó, một số lượng lớn hàng giả bao gồm 50 thùng khăn ướt mang nhãn hiệu Baby Wipes, 38 thùng cùng 750 gói chưa dán mang nhãn Skincare và hơn 250 chai sữa tắm hiệu Lovely đã bị đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Hồ Chí Minh thu giữ tại địa chỉ số 173/4B, đường An Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân. Ngoài ra, cơ sở này còn lưu giữ 19kg tem và 7kg bao bì nhãn hiệu Skincare. Theo cơ quan chức năng, số hàng trên đang được các đối tượng dự kiến tiêu thụ tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Hiện toàn bộ tang vật đã được quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh tạm giữ để xử lý theo quy định của pháp luật.